Chào quý vị và các bạn, các anh chị em Yêu Audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em giới thiệu đến quý vị một số mẫu hàng van số, van cơ và súp hàng chính hãng của Ademax quý vị. Thì đây là con súp 40 của Ademax ha. Súp 40, còn bên đây súp 30. Những con này thì công suất nó khá lớn ha. Quý vị có thể phối cho phòng 30-40 mét vuông, còn con 40 quý vị chơi 50 luôn cũng được luôn. Đánh dòng này đánh phải nói là cái dòng những cái so với những cái dòng khác mà dòng chính hãng, bởi vì con này đánh rất là nổi trội, bass nó đánh rất là mềm sâu, đánh có độ chắc. Đây là con 12 XW bass 30 ha, còn bên kia là 15 F bass 40 nha, bị sụp điện hết ha, còn nguyên tem nguyên niêm phong thùng hết ha. Còn đây là cái con van số ha, X10 Pro của Ademax. Con này thì trên thị trường giá nó cũng rất là cao nè quý vị ha. Nhưng mà tất cả sản phẩm ở bên em á quý vị, do bên em bán với dân số cho nên cái có cái chiết khấu rất là cạnh tranh ha. Cạnh tranh so với những nơi bán khác. Đây là con van cơ X8 Pro, con này khả năng chống hú rất là đặc biệt quý vị, mặc dù là van cơ chống hú rất đặc biệt. Còn van số thì khỏi nói rồi ha, van số thì nó chống hú thì không phải nghĩ rồi. Đây là con van CAF ha, CAF A6 X8 Pro, dưới là micro thì dòng ADMAX 600, nhưng mà 600 thì em vẫn có ha, ngoài thị trường thì vô micro mà 600 về. Tất cả là hàng full thùng bảo hành một năm hết quý vị. Thì đây là con quản lý nguồn này rất hay quý vị, để giới thiệu sơn ha. Đây con quản lý nguồn, con dây nguồn này thì khỏi nói rồi, quá to rồi. Con quản lý nguồn này nó rất hay quý vị, đây nó có một cổng USB ha, đây là cái công tắc và đây là cầu giao tổng ha. Đây nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kênh, quý vị có thể bấm từng kênh, bấm tắt hoặc mở từng kênh luôn riêng biệt. Đối với những con quản lý nguồn khác thì quý vị bắt công tắc tổng nó mở hết hoặc là tắt hết, con này quý vị có thể chọn từng kênh. Ở phía đây nó có hai cái cổng đây nữa ha, và đây nó có màn hình hiển thị von. Con này rất hay quý vị, con này thì giá rất là hợp lý luôn, rất là hợp lý luôn quý vị. Quý vị mua cái con bãi bên kia nó xài lâu lại không có bảo hành gì hết thì giá nó cũng tầm 2 triệu mấy rồi. Con này thì hãng thì cái giá niêm yết hãng và tất cả các cái cửa hàng nhà phân phối thì nó sẽ bán con này với giá 4,5 triệu, nhưng mà ở đây em chiết khấu cho quý vị mức giá phải nói cực kỳ tốt luôn quý vị, cực kỳ tốt luôn, mấy chục trăm luôn. Quý vị liên hệ với em để có mức giá tốt còn quản lý nguồn. Tất cả sản phẩm đây luôn chứ không riêng gì còn mới luôn. Và đây là cái con âm ly liền vang của Ademax, liền vang cơ tích hợp Bluetooth, optical đầy đủ hết quý vị. Đấy. Chuyên karaoke ha. Thì đối với những sản phẩm micro và vang số thì nếu quý vị chấp nhận xài những cái hàng công nghệ mới rồi thì chúng ta nên mua hàng mới luôn. Chứ mua hàng bãi bên Trung Quốc về thì bên kia nó sử dụng rồi, với lại chất lượng thì không có kiểm nghiệm được, với lại cái chế độ bảo hành thì nó cũng không có được shop nào bảo hành cao, thì nó chỉ được 1 tháng tới 3 tháng là cùng. Còn ở đây nó bảo hành từ 12 tới 18 tháng tùy sản phẩm ha. Đối với mấy dòng vang thì nó vẫn bảo hành như tới 18 tháng, còn những dòng súp 12 tháng, nói chung 12-18 tháng hết quý vị. Thì ở đây shop em sẽ bảo hành thêm cho quý vị luôn cũng được luôn, cái đó thì không thành vấn đề, tại vì hàng chất thì em đã có kiểm nghiệm, có lắp nhiều cái dòng này đầu năm giờ thì em lắp những cái dòng này cũng lắp nhiều rồi, cho nên là biết được cái độ chất, cho nên là dám bảo hành cho quý vị ha. Ngoài ra thì còn những sản phẩm như súp hơi và lo full của dòng Ademax này, tất cả là còn nguyên nhé. Em sẽ mai em sẽ có thời gian em sẽ khui hết, test cho quý vị xem hết.
quý vị muốn sử dụng van cơ, van số, micro, âm ly liền công suất và sub, sub điện ha. Những con sub này á quý vị, nếu mà quý vị chuyên hát karaoke thì nên sử dụng những dòng sub công suất cao, những dòng sub mới như thế này. Nó sẽ cho ra cái tiếng bass nó lực mềm nhưng mà cái độ bền nó cao ha. Còn quý vị sử dụng những dòng sub 7, những dòng như Paradin, những dòng Yamaha đánh thì hay, nhưng mà cái mức giá bỏ ra có gấp đôi, gấp đôi, thậm chí gấp 2,5 đến 3 lần những cái con này. Đây, gấp đôi thôi, nó gấp đôi thôi. Nhưng mà con sub 40 này thì giá của mấy con kia là gấp đôi. Nhưng mà đối với cái hiệu quả thì nó, nếu mà chuyên karaoke thì hiệu quả những dòng đó thì sẽ không bằng những dòng này đâu. Khẳng định quý vị luôn. Những dòng đó nó chỉ hơn những dòng này, con này về cái mảng nghe nhạc thôi, còn mảng karaoke là Thủ Đức. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn. Sub 30, sub 40 ha. Rồi.